cả dục bật lục tập lực mấy mình cài chùm đoàn chương nâng bà rô nốt về đi sẵn đê bàn tờ tù dục xâm nắp vì mình chạm bọt đòi cài chùm đoàn chương bình hời dục mình đi sẵn đê bàn bằng hoa xa mùi thả ngày ní vô tạc căm sẵn đê xong thơ ca ca xâm rô chùm đoàn chương bọt lần lục sẽ dùng từ tàm bọt đá ông đài minh chùm đoàn chương thả lần lục vì dùng đài mình chạm bọt đá ông đi bôn bọt lê nâng từng ngục chí riêng chùm mô rật sốt xà rì chả đại miên chú mùi tiết cư văn xôn phòng này chả ai văn xôn mà chạm bọt đầm bạp một hàng sạp bài bạc mình đi thả kháng sẵn đế ban tư đồ sạp tư thuốc ca xâm tư lộ rủi đó nâng bông bình cây bài chùm lòng chương đội bọt đầm vĩnh rung tèng bào chú mùi lục chì nẹ nịp bốn nâng nịp bốn bọt phê nâng tùm lục truyền lục bình tỏ thá trâm bốn nâng chùm ọt chật hài rừng kê dọc tư cây miên rẹp ấy bì rú mân bì rú sạch tay kể nhưng mình bảo cảnh tệ kết tâm bẻ cảnh đa khai mỹ nịa đàm chân nằm bình bóng đọc rằm bình nít bọt lực lộc sợi dũng khai tên chịu bọt tìm bì đầy xâm rạch phạc phổ đô chung nông trường kỳ bì mình kỳ rì cốn vân tộc bị bọt rộng bằng trẻ rộng bọc mà hông miền kỳ bì kà rì cốn bọt lực lộc sợi dũng bàn phổ đô tượng bọt đào vinh lực lộc vì dũng đôi lại bọt rộng bằng trẻ bàn phổ đô một bọt rộng bằng chân huỳnh chả đi kỳ chìm phê rộng bọt sân tên mới đề bàn bằng họ đẹp thang phần lực cảm ban phần lập đô nâng cao xâm rô bật chùm nón chương bật chùm riêng mùi chùm đô bằng này chả trái lực bảo mình tìm mùi đi gặp bằng chập thải đáy xôm cho tên bảo mình tìm bí tiện tôn tình nâng hân chăn đi rốt chứ được dọc hàng thua sọ nâng phạt một sinh tí môn chân tên cho rô nông cao mịt thi với mùi trái này kì chì sẽ cảm ập hiếp đây kênh nhạc ban cho tên nông hàng sinh tí nông cao thua mệnh ập bằng này chả nông bình đã ra sắm tay nên bị thi cả nên miền trung lộ bay cả nhà hân trà nỉ rót ban prap mai thọc khi người đằng thà nỉ bàn trường rớ dục hàng phát mộc nông thua sợ xin đi ân khê sờ lón đam bay tập tay mộc một lần miếng trên tay cho ru không cầm bị thí à với mùi khả nạn đại hàng nên miền trung thua sợ nông phát mộc chúng nên nên miền sờ vào các đồ hàng toàn trận đã ra sắm tay hân trà nỉ rót ban trẻ thả hàng xin đi ân khê sờ lón hạ bay đôi chí đừng nơi tùm rung bộ là bỏ liền thà trở tập tành dàng ná ai xong rung thay phá lật tập hóa tiệt sau bà rút mình bằng cỏ mình phá bà bọt ở sạch bạch tư sổ phép là bỏ liền lại nhưng mình tạo thác chỉ cả bật hàng cài xâm phố nâng tập tành mục mình cài rị tổng đa dàng chân không rồi dạng cao một màn trăm chung cài nịp bằng tay hàng sinh đi anh khe xa lón khuy chín hàng mũi đầy niên từ tư sổ phép của nộp hiệp tăng phí dư dưới nằm một hỏi bố tăng phí nơi xa khá chạc một mà lẻ ស្រីស្រស់ហិនចាន់នីរ័ត្នបានបន្តទៀតថាសប្តាហ៍នេះធ្វើទៅតែវិស័យកាយសម្ផស្សរបស់ប្រទេសយើងមិនទាន់ប្រៀបប្រដូចទៅនឹងប្រទេសជិតខាងបានប៉ុន្តែសម្រាប់នាងយល់ថាគឺមានការរីចម្រើនល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយណាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះដូចយើងឃើញស្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនថាតែអ្នកសិល្បៈនោះទេគឺមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងចូលចិត្តតបតែងខ្លួនទោះបីជាមានកម្មវិធីត្រូវចូលរួមឬក៏គ្មានក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាហាងផាត់មុខនឹងធ្វើសក់កាត់សក់ទាំងបុរសនិងស្ត្រីមានឈ្មោះល្បីយូរឆ្នាំ Cindy and K Salon បានពង្រីកទីតាំងថ្មីមួយទៀតនៅម្ដុំទូកកខាងក្រៅសាលាសាមញ្ញដើម្បីបំពេញសេចក្តីតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលគ្រប់គ្រងមុខធ្វើសក់នៅក្នុងហាងមួយនេះជាពិសេសពីសំណាក់តារាប្រុសស្រីល្បីល្បីជាច្រើនរូបដែរដែលតែងតែជួយចិត្តមកផាត់មុខនឹងតបតែងខ្លួននៅទីតាំងចាស់នាពេលកន្លងមកលោកសិនឌីដែលជាម្ចាស់ហាងនិងជាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះផងនោះបានថ្លែងឲ្យដឹងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាពិសេសអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាដែលជួយចិត្តមកផាត់មុខធ្វើសក់តាំងពីហាងបើកដំបូងមកនៅពេលនេះហាង Cindy NK Salon បានសម្រេចចិត្តបើកសាខាថ្មីមួយទៀតគឺនៅម្ដុំទូកកខាងក្រៅសាលាសាមែនសាលាក្មេងៗដោយមានសេវាកម្មដូចទៅនឹងសាខាចាស់ដែរលោកបន្តទៀតថាសាខាចាស់ចំនួន2កន្លែងមានសាខាទី1នៅម្ដុំ DN និងទី2នៅម្ដុំបឹងកេងកងហើយសាខាថ្មីមានទូទួលធ្វើសក់កាត់សក់អ៊ុតសក់និងធ្វើមុខបដូរពណ៌សក់ធ្វើកញ្ចក់ជាដើមគណៈដែររយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំង
mẹn tên chỉ bị xét cứ 2 năm trong cao này với đại chia lại cái nạp bị xét rồi bỏ hàng xin đi in kê xa lón cứ để xa tay sẽ bà cắm nâng miên khi sạc phiếp rồi hạt toàn chất nâng phần lật tập phần lõ lõ nông cho bị bà tên mình bạc bỏ đó sẽ gặp hiệp mà chả hàng cũng nấy có thay em nó côn dạng chưa chỉ đầu phòng đá trong cuộc sạc bạc con sạc bạc con ở đây là bây tặng ở đây tặng tặng con trốt có đôi chia chủ trận một tập tài mốc nơi hang sinh đi anh khe sài gòn khả năng nơi không có cả bác sạc hạt mây hang miền ca mình cho đầm lấy dạng bị xét đó là tệ chốt mình thật tài nẹ sẽ lập bạc được bóng ô đu nơi cài rùm vốn sẽ lập bạc là tệ chả tỏ tình bờ rụp hiếp rồi bỏ cả nhà hân chân đi rồi chung mùi nếu nhóm nơi về đài niên ban từng make up nơi hang sinh đi bằng đài chả chả đi cứ chia rụp hiếp môi trường nuốt nên những bạn từ cha nick cư chia được hiệp lụng sinh đi bọn đá cha đại cọt bạn bạc hàng cái sầm phò nâng tập tay mốc hay nâng minh ca cắt sọ bỏ ra hề ri bọn đài cha nick cư chia ca thơ make up luôn mộc mốt hay nâng sọ đầm bay cho đúng không cả một thi để mùi mùi bọn đá rồi bọn này nên thân chân thì rồi bọn đài cha hãy cọt cọ bạn như gì thá hàng nên tin lúc cứ ăn phát mốc sạc xong nâng từ nâng từng rung mục rồi bỏ cột phần này chả anh lời bỏ miền sẽ là bắt đá này các bạn mình chặt tài đá ốc quân bình mật để tay tay trong lại biểu liền mình làm lấy tạm đăng lên YouTube stand up channel rồi bỏ những nhóm và xin bảo lộ nhẹ chọn tụi bạn bỏ miền thôi thì mấy cái đá phải phải hãy toàn hãy cả nút xin chú subscribe lên YouTube stand up channel rồi bỏ những nhóm phong và xin bảo miền tuyệt vời xin lời tạm nào xong rồi nếu có xung quanh tay phải tốt phần này chả xong một cuốn xong chung liệt liền.